Trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về việc diễn tập bắn đạn thật của Đài Loan ở vùng biển xung quanh Ba Bình, quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định. Như đã nhiều lần khẳng định, việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không được tiến hành hoạt động diễn tập trái phép nêu trên, cũng như lặp lại những vi phạm trong tương lai. Còn đối với việc bảo hộ công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại các sân bay quốc tế, người phát ngôn cho biết. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện ở Việt Nam và nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước hỗ trợ cho khoảng hơn 800 công dân Việt Nam. Đến nay thì còn khoảng 40 công dân đang bị kẹt ở các sân bay quốc tế nước ngoài. Thì các cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại thì đang phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không quốc tế, các cảng hàng không, các cơ quan chức năng sở tại đảm bảo chăm sóc y tế, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, hỗ trợ tìm chỗ ở tạm thời cho các công dân, cũng như là tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, thu xếp các chuyến bay phù hợp về Việt Nam. Trường hợp cần trợ giúp thì công dân Việt Nam ở nước ngoài có thể liên hệ với đường dây nóng bảo hộ công dân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, cũng như là đường dây nóng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã được công bố, công khai trên website của cơ quan đại diện ở sở tại, cũng như là trên trang điện tử của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn đã thông tin về hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.